Trời ơi, giờ có điện thoại không? Dạ có anh. Rồi lấy điện thoại ra nghiên cứu đi. Hồi hồi quay luôn á. Anh, dạ, em nhân viên mới anh. Em hôm nay em vô làm á. Ờ, em vô đây anh giới thiệu cho. Dạ, ok. Đây là quầy của mình bán. Dạ, ok. Thì đây, như bạn này là lâu năm rồi. Cái này nhân viên mới nha em. Có gì okay, okay. Em hỗ trợ bạn nó giúp anh. Dạ rồi rồi, ok. Có gì em vô em cứ thao tác nha. Dạ ok. Rồi có không hiểu cứ hỏi bạn chủ. Dạ dạ dạ. Dạ rồi, ok. Rồi, cảm ơn anh nha. Để đổi cho anh đi công việc cái. Dạ ok. Anh uống gì anh? Ở đây mình có trà đào cam xả không? Dạ có anh. Cho anh một ly trà đào cam xả đi. Dạ rồi em. Dạ. Trà đào cam xả. Bây giờ pha sao ta? Giờ công thức trà đào sao biết pha ta? Trà đào. Nước đào đâu ta? Không thấy. Anh ơi, trà đào cam xả pha như thế nào giờ anh nhờ? Trời ơi, giờ có điện thoại không? Dạ có anh. Rồi lấy điện thoại ra nghiên cứu đi. Hồi hồi quay luôn á. Nước của anh có chưa em ơi? Nãy giờ nửa tiếng rồi đó. Dậy giùm anh cái. Nước anh chưa làm xong nữa hả? Dạ chưa, anh đợi em chút nha. Vậy thôi, khỏi anh có việc gấp rồi đi. Ơi anh